Còn tầm 4 tháng nữa thì mình sẽ không còn được đi cái chợ này nữa. Không biết là sắp tới chuyển sang cái vùng khác thì cái chỗ đó có chợ hải sản không nữa. Chứ cái chợ hải sản này thì quá là nhiều kỷ niệm. Mình mà chuyển đi rồi mà để quay lại thăm cái vùng này thì thật sự rất là khó, tại vì quá là xa. Nên là thôi, còn mấy tháng còn lại thì gán đi chợ để lưu giữ thật là nhiều kỷ niệm. Cũng nhờ cái chợ này mà mọi người mới biết mình nhiều hơn. Mình đi chợ nhiều riết là mấy cô chú ngoài đây riết là quen mặt luôn mà. Mỗi lần mà đến đây là khoái nhìn cô chú gói mấy cái giấy báo vô hải sản giống vậy nè. Mình còn nhớ lần đầu tiên mà đi cái chợ này á là mình ăn cái con nghêu này luôn nè. Mà lúc đó ăn xong thì cũng hơi bất ngờ là cái con này nó ngọt dã man. Nhìn bề ngoài thì chang con hến luôn ha, nhưng mà có điều là nó to gấp 100 lần con hến. Cái loại này thì thường người Nhật họ sẽ ăn sashimi á. Mình nhớ lại lúc làm clip đầu tiên về cái hải sản là làm cái con nghêu này nè mọi người. Mình thì thích ăn hải sản mà gặp ngay cái chợ này hải sản quá là rẻ nữa. Cái loại này thì cứ việc đem đi hấp với xả là nó ngon nhất. Không biết là người ta đã ngâm qua chưa nha, nhưng mà đó giờ mình ăn cái con này là không bao giờ thấy bị cát hết. Mà đặc biệt là con này bên trong thì nó sẽ có một cái lưỡi màu đỏ. Mọi người mà hay đi ăn ở những cái quán sushi thì hầu như quán nào cũng có cái này hết. Mình hấp thì nó cũng khá lâu, là cũng gần cả tiếng đó, nhưng mà nó không có bị tớp lại nhiều quá. Thấy mọi người hay hỏi về cái chiếc vòng chầm này thì mình mang cũng được năm mấy rồi đó. Mà sao thấy càng ngày nó càng đẹp mà mùi thơm thì lại thoang thoảng hoài luôn nha. Vòng chầm này thì mình được đặt bên chị Thanh Nhàn và được làm theo cái vị Phật bản mệnh theo riêng của cái tuổi mình. Mang lên tay không chỉ đẹp mà mình còn cảm thấy may mắn nữa nha. Còn bây giờ thì mình mời mọi người ăn cái con nghêu này chung với mình ha. Mọi người thấy nó cứ núp na núp nít ghê chưa. Cái loại này thì đó giờ mình ăn thì không có hề thấy cát bao giờ hết. Ăn một cái là coi như bao nhiêu cái nước ngọt trong cái con nghêu này nó tứa ra. Thấy nó to vậy thôi đó, nhưng mà cái thịt của nó dẻo dẻo chứ không có bị dai đâu. Ý là cái này mình đã hấp lên rồi đó nha, chứ mà ăn sashimi thì nó ngọt tới cỡ nào nữa. Bởi vậy trong tất cả các quán sushi thì cái con nghêu còi đỏ này thì lúc nào cũng có hết. Thiệt sự là nó ngọt liệm đến nỗi mà khi ăn vào xong là coi như nhớ hoài luôn đó. Ta nói chấm muối tiêu chanh mà cay cay là coi như là đúng bài luôn đó. Ăn tới đâu là ta nói nó ngọt tới đó. Ai có đang cần dòng chầm thì mọi người có việc nhắn qua cho chị Thanh Nhàn ha. Ta nói là hết sức lâu rồi mới ăn lại cái con sò này á. Tại vì lâu lắm mà mình không ăn lại mọi người. Bữa nay thấy chỗ này nhiều quá nên là mới lựa mấy cái hộp này mà bốn dĩa con á, là mình hình như là trong đó chỉ còn được có 3 hộp 4 dĩa con thôi. Trời, sò này nó ngọt dữ lắm luôn, nó ngọt kinh khủng luôn. Hồi đó mà mình ăn lần đầu tiên á, mà mình ăn cái này đầu tiên là mình khoái luôn mà. Ứ nước ngọt ở trong đây nè. Lúc mà hấp á nghe là nguyên một nồi nước ngọt ở trong kia đó nghe, nhưng mà trong đây nó vẫn còn một cái nước ngọt ở trong đây nữa nè. Chấm vô đơn giản vậy thôi, mọi người chỉ hấp vậy thôi. Là ngon dữ lắm luôn. Cái nước của nó ngọt có trong kinh khủng không? Này to nè, giờ ăn thêm con nha. Không, mà nó ngậm nguyên một bọc nước ở đây luôn nè. Nước ngọt lắm. Ngọt kinh khủng không? Ngọt hay có kiểu ngọt hải sản đó.